Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây mến chào các bạn. Trong video tiếp theo, mình chia sẻ đến với các bạn một món chay ngon, dễ nấu tại nhà. Món này thì ăn với cơm cực kỳ ngon. Hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ kho nấm rơm và nấm đùi gà. Các món ăn chay được làm từ đậu hũ thì rất là dễ ăn lại ngon nữa. Để kho như thế nào cho món ăn của mình được thơm ngon hơn thì bây giờ mời các bạn và bếp cùng mình để thực hiện món đậu hũ kho nấm rơm và nấm đùi gà này cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Trước tiên mình sẽ có ở đây là 4 miếng đậu hũ, cân lên là 350g, tùy theo là miếng lớn miếng nhỏ, cho nên là mình cân lên để chia sẻ đến các bạn dễ làm theo hơn nha. Cái này người ta chiên còn nóng luôn á các bạn. Nấm đùi gà 150g, nấm rơm 150g, 200g thơm còn được gọi là khóm sẽ giúp cho món ăn của mình được ngon hơn. 100ml nước tương, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh gốc hành lá mình đã băm nhuyễn và 1 muỗng canh hành tím băm nhuyễn. Các bạn có thể thay thế hành bô rô nha. Nước tương thì mình chuẩn bị là hiệu này nha. Rồi phần đậu hũ này thì mình chỉ cần cắt ra thành những cái miếng vừa ăn. Đây thì rất là ngon và mềm mịn luôn. Mình vừa mua xong thì người ta cũng vừa chiên xong luôn đó các bạn. Nấm rơm thì mình sẽ cắt nó ra làm hai. Cái nào lớn thì mình sẽ cắt, còn cái nào nhỏ thì mình sẽ để nguyên ha. Rồi cái phần nấm đùi gà cũng vậy, nấm nào nhỏ mình để nguyên, còn nấm nào lớn thì mình sẽ cắt miếng ra. Nấm đùi gà này ăn rất là ngon luôn các bạn. Hai phần này thì mình cũng đã sơ chế xong rồi, sau đó mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước muối ha. Phần thơm này thì mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn. Trong những cái món kho chay các bạn nên cho một ít thơm vô thì sẽ giúp cho món kho của mình ăn rất là ngon. Phần nấm thì mình cũng đã đem đi rửa sạch với lại nước muối rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết vô để ướp trước, sau đó mới đi kho. Một nửa gốc hành lá băm nhuyễn mình cho vô. Một nửa hành tím băm nhuyễn mình cho vô luôn. Một muỗng canh đường. Một chút xíu bột ngọt. Rồi một ít nước tương. Trộn đều lên. Để cho gia vị nó thấm vô ha. Một chút nữa mình kho thì nó sẽ càng ngon hơn. Trộn xong rồi thì mình sẽ ướp trong vòng 15 phút. Sau 15 phút rồi thì gia vị đã thấm đều. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi kho luôn. Cho vô nồi đây là một ít dầu ăn. Rồi cái phần gốc hành lá và hành tím băm lúc nãy còn dư lại thì mình sẽ cho vô luôn, khử thơm lên. Phi vàng thơm hết rồi thì mình sẽ cho hết cái phần thơm vô xào lên. Xào trước như vậy sẽ giúp cho nó dậy mùi hơn đó các bạn. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho hết phần nấm vô. Sau đó mình sẽ đảo tới đảo lui để cho nấm được dịu xuống. Để kho món này được ngon hơn thì mình sẽ sử dụng là nước dừa tươi nha. Một chút nữa thì mình sẽ cho nước dừa tươi vô để kho chung. Xào đến khi nào mà mình thấy phần nấm dịu xuống thì bây giờ mình sẽ cho luôn cái phần đậu hũ vô. Tiếp đến là những cái gia vị lúc nãy mà còn dư lại đó. Đường, bột ngọt, muối rồi nè. Thì mình cũng cho vô hết. Và luôn cả phần nước tương nha. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ cho vô đây là 500ml nước dừa. Khi mua thì mình sẽ kêu người bán lấy cái trái ngọt cho mình ha. Không lấy trái non. Tại vì khi mà nước dừa non mình kho cái món ăn nó sẽ bị chua đó các bạn. Cho vô xong rồi thì mình chỉ cần mở lửa lớn để cho cái món ăn này nó được sôi lên. Sôi rồi thì có những cái phần bọt, hớt bỏ hết đi. Các bạn thấy là cái màu lên khá là đẹp luôn ha. Khi mà sôi lên rồi thì mình sẽ giảm lửa vừa lại. Mình nấu từ từ để cho món ăn của mình được thấm gia vị hơn. Tùy theo khẩu vị của mỗi nhà, về phần gia vị mặn ngọt khác nhau thì các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị ở nhà mình ăn ha. Kho từ từ đến khi nào mà mình thấy phần nấm chín, cái nước này nó sắc lại một chút như thế này là được rồi đó các bạn. Nấm cũng đã chín, gia vị thì cũng đã thấm vào đậu hũ và những cái miếng nấm của mình rồi. Rất là ngon luôn nè.
đậu hũ rất là mềm mịn luôn. Nấm đùi gà này các bạn có ăn thử lần nào chưa? Nếu mà chưa thì mình hãy kho thử một lần nha, ngon lắm luôn. Xong rồi á thì bây giờ mình sẽ cho ra dĩa và cùng thưởng thức thôi. Một món kho thanh đạm vô cùng đơn giản mà cực kỳ ngon cho mỗi bữa cơm gia đình. Một món chay ngon từ đậu hũ không thể bỏ qua. Vừa nhanh gọn mà không quá mất thời gian của mình. Với lại là gia vị nè, nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Hãy nấu ngay món này cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Miếng đậu hũ thì đẹp, mềm mịn vô cùng, ăn lại rất ngon. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.